Xem tử vi về tuần mới. Mến chào quý thính giả đang theo dõi video trên kênh tử vi số mệnh con giáp của chúng tôi. Nơi đây là nơi lan tỏa giá trị sống tích cực nhất. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì tử vi số mệnh con giáp sẽ chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Với các nhà tiên tri cũng chỉ rõ phú quý đến hơi muộn với tốt những con giáp sau đây. Sau đây là bốn con giáp có số khổ trước xứng sau, hậu vận viên mãn, giàu sang, không ai sánh bằng. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp nào mà có số khổ trước xứng sau, và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp có số khổ trước xứng sau này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng tử vi số mệnh con giáp đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Với các nhà tiên tri đã chỉ rõ phú quý sẽ đến hơi muộn với bốn con giáp sau đây là bốn con giáp có số khổ trước xứng sau. Theo tử vi định sẵn, những tuổi này càng già càng giàu, cuộc sống viên mãn hanh thông, ít ai sánh bằng. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất nằm trong top những con giáp có số khổ trước xứng sau, đó là con giáp người tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi là người thường rất kiên trì, cùng với sự chăm chỉ và siêng năng, luôn hết lòng với mọi công việc. Do đó, họ có thể sẽ cảm thấy những khoảng thời gian đầu là khá vất vả, việc gì cũng đến tay, với những thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay còn vui chơi. Tuy nhiên, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc, thì cuộc sống hậu vận sẽ thăng hoa hơn rất nhiều. Với sự chăm chỉ cầu tiến đã giúp cho họ phát triển thêm mỗi ngày và tích lũy cho mình những năng lực và các mối quan hệ trong xã hội. Trong cuộc sống thì người tuổi Mùi là một trong những người rất giỏi giao tiếp, rất dễ dàng được quý nhân nâng đỡ, bởi vì họ có tính cách thật thà, siêng năng, cũng khiến cho người khác luôn có thiện cảm và muốn giúp đỡ họ hơn ở trong sự nghiệp. Rất may mắn đến liên tục, và đương nhiên thì tiền bạc không thiếu sẽ giúp cho hậu vận của con giáp này ngày càng thêm thanh thản, với những cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên. Ở trong cuộc sống thì những người tuổi Mùi cũng là một trong những người rất giỏi giao tiếp, rất dễ dàng được nhiều quý nhân giúp đỡ. Và thông thường thì Mùi sau 40 tuổi thì đã đến độ chín Mùi, nhất định sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan từ đây, giúp cho họ có cuộc sống sang chảnh và rủng rỉnh về tiền bạc nhiều hơn. Đúng là con giáp càng sống an nhàn, càng tự do tự tại và giàu có hơn người. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong top những con giáp có số khổ trước xứng sau, đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với người cầm tinh con Hợi, nên với những người tuổi này thường là những người có tính cách yêu thích cuộc sống tự do. Họ có một tính cách năng động nhiệt tình và luôn luôn đam mê khám phá những điều mới mẻ và rất năng nổ ở trong cuộc sống. Với những việc làm quen thì rất dễ biết kết giao thêm bạn mới. Với một nét nổi bật khác của người tuổi Hợi, đó là rất giỏi giao tiếp và có óc thẩm mỹ rất cao, rất ưa thích vận động. Họ thường nhận được rất nhiều người quý mến và sự kính trọng từ người khác, với những nguồn tài nguyên cũng dần dần được tích lũy theo thời gian. Ở trong công việc thì người tuổi Hợi luôn thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, đồng thời cũng ưa thích việc gì đó có tính chất năng động, được đi đây đi đó. Họ không quá phù hợp với những quy tắc cứng nhắc, nên những thời gian đầu là khá khó để tìm được những môi trường thực sự phù hợp với bản thân. Tuy nhiên thì sau này và những thời gian đã giúp cho con giáp này được mài giũa càng kỹ càng, và họ có đủ những năng lực để đảm nhận nhiều hơn trong công việc với nhiều vị trí khác nhau, và khi tìm được vũ đài thích hợp thì họ sẽ lập tức tỏa sáng, đạt năng suất lao động cao. Với bản tính thích sự độc lập, tự chủ nên họ cũng dũng cảm đương đầu với mọi thử thách để đạt được những thành công. Và họ là con giáp rất nhạy bén để biết điều gì làm và điều gì cần làm trước, điều gì cần làm sau. Chính vì vậy mà con giáp này qua tuổi 40 là một trong những con giáp có rất nhiều cơ hội để làm giàu. Và các bạn thân mến, thứ ba là con giáp người tuổi Mão nằm trong số những con giáp có số khổ trước xứng sau. Với người tuổi Mão là luôn luôn sống với nhiều khát vọng và lý tưởng. Họ không chỉ dám mơ mà còn dám làm, không ngừng cố gắng để tìm kiếm những cơ hội thực hiện hóa những khát vọng đó,
của chính bản thân mình. Với những người thuộc con giáp này là người có tinh thần tự lập khá cao, không muốn bị người khác kiểm soát nên họ luôn tìm cơ hội tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Do người tuổi Mão không ngừng thử thách về bản thân nên Mão sẽ sớm có những ngày thoát nghèo. Với những ai may mắn gặp được quý nhân, thậm chí có thể giàu có một cách vượt trội. Với trên hành tinh này, họ đã dám làm những điều mà người khác không dám, nên không khó hiểu tại sao họ luôn tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Rất nhiều người thuộc con giáp này đều làm ăn phát đạt, công thành danh toại hoặc có cuộc sống ấm êm thuận lợi khi bước vào giai đoạn trung niên. Và các bạn thân mến, về thứ tư, đó là con giáp người tuổi Sửu. Con giáp người tuổi Sửu cũng nằm trong số những con giáp có số khổ trước xướng sau. Với người tuổi Sửu thì thường được biết đến là người có tính cách hiền lành và chân thành. Họ rất chăm chỉ và thường đối xử tốt và giúp đỡ người khác mà chẳng nề hà, toan tính thiệt hơn. Ở trong cuộc sống, họ ít khi tính toán chi li, thậm chí luôn sẵn sàng chịu thiệt một chút cũng chẳng vấn đề gì. Chính vì tính cách này đã mang lại cho họ rất nhiều trông chênh ở giai đoạn đầu đời, nhưng đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều thiện cảm của rất nhiều người và có được các mối quan hệ chân thành, rất dễ được quý nhân giúp đỡ từ đây. Ở trong công việc của người tuổi Sửu thì họ là người thẳng thắn, luôn có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Vì vậy, đến tuổi trung niên, họ thường đạt được những thành tựu rất to lớn. Dù giàu có, tính cách của con giáp này vẫn rất khiêm tốn, biết đủ nên luôn giữ một mức sống chừng mực, không khoe khoang, không hậm hĩnh. Ở trong công việc thì người tuổi Sửu là người thẳng thắn, luôn là người có tầm nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy, họ làm việc gì cũng có những kế hoạch rõ ràng. Chính vì vậy mà đến tuổi trung niên, họ thường đạt được những thành tựu cực kỳ mỹ mãn. Không lạ gì với những người sống tử tế, thiện tâm sẽ có hậu vận tốt. Càng lớn tuổi, càng có nhiều người hiểu hơn về đời sống của họ và thực lòng yêu mến, muốn làm bạn với họ. Với những mối quan hệ thực sự chân thành sẽ mang đến những cơ hội rất lớn, giúp cho họ đương đầu với những khó khăn. Thậm chí dù ai là người không giàu có, nhưng về già họ sẽ có cuộc sống đơn giản, vui tươi, an nhàn khi con cái trưởng thành với sự nghiệp riêng rực rỡ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà ít ai có được. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về Quý Mão năm 2023. Thì có 4 con giáp đầu năm chật vật, làm ăn túng quẫn, cuối năm đổi vận giàu có, tay cầm tiền tỷ. Trong năm 2023 thì đầu năm có 4 con giáp chật vật với những thời gian đầu, nhưng đến cuối năm thì may mắn sẽ đổi vận. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong những tháng cuối năm của năm 2023, đó là con giáp người tuổi Tý. Con giáp người tuổi Tý thì được xếp hạng thứ nhất nằm trong top những con giáp đầu năm chật vật, cuối năm thu hoạch cao. Với người tuổi Tý được đánh giá cao nhất ở vị trí là người thông minh, họ luôn có khả năng ứng biến và thích nghi tốt với thời cuộc. Nhưng tuy nhiên, họ cũng có những nhược điểm nhất định. Ở trong số đó thì có sự thiếu kiên nhẫn. Trong năm 2023, nếu cứ giữ nguyên với sự thiếu kiên nhẫn này thì người tuổi Tý sẽ khó đạt được những thành công như mong muốn, bởi vì họ sẽ bị thử thách hầu như là cả nửa đầu năm, làm gì cũng gặp trở ngại. Với người tuổi Tý, chính vì vậy cũng phải kiên nhẫn để chờ đợi vận may vào dịp cuối năm cho mình. Và theo tử vi học có nói thì bắt đầu từ tháng 7 âm lịch trở đi thì vận mệnh của người tuổi Tý trong năm mới được cải thiện rõ rệt. Với những khó khăn trước mắt đã dần biến mất và nhường chỗ cho sự thuận lợi và trôi chảy trong công việc. Đặc biệt là vào đúng tháng chạp thì Tý sẽ đón nhận rất nhiều tài lộc và trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất trong dịp cuối năm. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp có số đầu năm chật vật, cuối năm hóc vàng, đó là con giáp người tuổi Tuất. Với những tháng đầu năm Quý Mão 2023 thì không mấy suôn sẻ đối với những người tuổi Tuất ở cả trên sự nghiệp và cuộc sống. Họ rất dễ gặp phải tiểu nhân khiến cho con đường phát triển trở nên gập ghềnh và khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là những cơ hội để người tuổi Tuất phát huy hết khả năng và giải quyết các vấn đề một cách suôn sẻ.
với một tầm nhìn ngày càng rộng mở, và đến cuối năm họ có thể xoay chuyển về vận trình, lại gặp được quý nhân nên mọi việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. Từ đây mở ra một con đường thăng tiến như diều gặp gió. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp đầu năm chật vật, cuối năm hot tài hot lộc, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với người tuổi Ngọ là người có tầm nhìn xa trông rộng và cũng có lòng dũng cảm tuyệt vời. Họ dường như luôn có nguồn năng lực vô tận, đủ lý trí để giải quyết mọi việc, không để bản thân phải bị bủa vây bởi những cảm xúc tiêu cực. Với người tuổi Ngọ là người rất thích bận rộn và tự mình mở ra những thay đổi lớn ở trong đời. Dù ở trong những hoàn cảnh khó khăn đến đâu thì họ cũng không để bản thân mình dừng lại một chỗ. Và theo tử vi học có nói thì với những người tuổi Ngọ sẽ là người tiến bộ một cách lặng lẽ. Họ có khả năng để thay đổi cuộc sống không như ý của mình, và được sự giúp đỡ của quý nhân, họ càng có thể tận dụng những cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp có số đầu năm chật vật, cuối năm hot tài hot lộc, đó là con giáp người tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi thì bẩm sinh rất tự tin và rất dũng cảm. Với thường ngày họ cư xử rất khiêm tốn nên đã tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có. Và năm 2023 thì người tuổi này sự nghiệp đầu năm khó phát triển, nhưng càng về sau sẽ càng tốt hơn và phú quý nhiều. Với nửa cuối năm cũng là lúc bản mệnh tăng tốc, nhanh chóng về đích. Theo tử vi học có nói đây là lúc mà người tuổi Mùi có một vận trình hanh thông, được rất nhiều quý nhân xúc sức, có thể là người nhà hoặc người lâu không liên lạc với bạn. Chính vì vậy mà khi bước vào năm Quý Mão 2023, con giáp này được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Chính vì vậy mà con đường tài lộc của bạn lên như diều gặp gió. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.